Tiểu sử ca sĩ Tiểu Phụng, con ruột của nghệ sĩ Minh Phụng và câu chuyện từ mặt con nhiều nước mắt. Ca sĩ Tiểu Phụng là con gái đầu của nghệ sĩ Minh Phụng và Diệu Huê. Hiện tại cô đã lập gia đình và sống tại California, Hoa Kỳ và vẫn theo đuổi con đường ca hát. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật về cổ nhạc, thì ít nhiều gì thì cũng ảnh hưởng dòng máu nghệ sĩ của ba mẹ để lại. Tuy nhiên khi bước vào nghề thì lại không đơn giản như nhiều người khác. Tiểu Phụng đã phải trải qua nhiều khó khăn, biết bao nghị lực cũng như chịu khó học hỏi trau dồi thêm kiến thức. Cũng như nhiều nghệ sĩ khác thì ca sĩ Tiểu Phụng vẫn phải đi từ những vai đơn giản, nhỏ để học hỏi và từ từ bước lên những vai khó khăn, trong đó đòi hỏi kinh nghiệm nhiều hơn. Khi được hỏi rằng chỉ có nghĩ là mình may mắn vì có một người ba là nam nghệ sĩ Minh Phụng quá nổi tiếng và có gây áp lực cho chị không, thì chị cười trả lời, có ba là nghệ sĩ nổi tiếng thì là một điều may mắn hơn nhiều người, vì mình có cơ hội được học hỏi nhiều hơn, nhưng lại có áp lực nhiều hơn và phải vượt qua cái hào quang của một nghệ sĩ danh tiếng để tự tạo cho mình một cái chất riêng của mình. Dù vậy thì đối với nghệ thuật thì mình vẫn phải có thực lực và nghị lực thì mới tồn tại được trong nghề. Để tồn tại thì người nghệ sĩ phải yêu nghề và luôn phấn đấu học hỏi mỗi ngày để luôn có cái hay cái mới, cống hiến cho khán giả đã yêu mến mình. Và việc học này vẫn là mãi mãi. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nổi tiếng về cổ nhạc nên những vở tuồng cải lương, sáo cầu vọng cổ đã ăn sâu vào trong máu của chị. Tuy nhiên chị cũng yêu mến tân nhạc và vẫn luôn cố gắng học hỏi để tiến xa hơn trong lĩnh vực này. Đối với chị thì cả hai đều có cái khó riêng và chị luôn muốn chinh phục cả hai và muốn được sử dụng những khả năng của mình để cống hiến cho khán giả yêu mến của mình. Đứng trước tình hình đại dịch Covid-19, trong suốt hơn một năm vừa rồi thì các ca nghệ sĩ ai nấy đều nhớ đến sân khấu và nhớ khán giả. Đối với Tiểu Phụng cũng không ngoại lệ. Tiểu Phụng mong cho đại dịch sớm qua mau để còn được gặp gỡ với các khán giả thân thương của mình. Khi được hỏi về những thị hiếu trào lưu nhạc online, livestream, thì chị nghĩ gì về những điều này có ảnh hưởng đến các show ca nhạc của chị nói riêng và các anh chị em ca nghệ sĩ nói chung? Thì chị thân thiện trả lời, đối với Tiểu Phụng thì điều đó là một cái hay trong thời gian đại dịch này. Khi mình không được gặp gỡ khán giả thì livestream là một cách hay để mình đến gần với khán giả hơn và được giao lưu với mọi người. Với thời điểm công nghệ 4.0, nó giúp khán giả có thể gần gũi hơn. Tuy nhiên, khán giả vẫn thích được tham dự những chương trình nhạc live trực tiếp với những ca nghệ sĩ mà họ có thể thấy và gặp gỡ bằng xương bằng thịt. Tiểu Phụng mong đại dịch qua mau để cuộc sống được trở lại ổn thỏa và anh chị em nghệ sĩ được gặp khán giả nhiều hơn. Tiểu Phụng tâm sự, trong cuộc đời đi lưu diễn thì lúc nào cũng có những chuyện vui buồn xảy ra. Tuy nhiên thì vui nhiều hơn buồn. Vui là vì gặp được các anh chị em đồng nghiệp trò chuyện, hàn huyên khi bên trong hậu trường. Còn khi ra sân khấu thì lại được cháy hết mình với những khán giả yêu mến cổ vũ, là một hạnh phúc không thể tả được. Có lúc gặp trục trặc trên sân khấu thì cũng phải nhanh chóng xoay sở sao để có thể kịp thời với người bạn diễn của mình. Trong thời gian tới thì Tiểu Phụng sẽ ra một số sản phẩm về tân nhạc cũng như cải lương để gửi đến cho khán giả thân thương của Tiểu Phụng và cũng để làm kỷ niệm cho những năm được cống hiến khả năng của mình cho nghệ thuật. Hy vọng những sản phẩm mới của Tiểu Phụng sẽ làm vui lòng khán giả đã và đang yêu mến tiếng hát của Tiểu Phụng. Câu chuyện nghệ sĩ ưu tú cải lương Minh Phụng đăng báo từ con. Lúc còn sinh thời, nghệ sĩ Minh Phụng đã đăng báo từ mặt con gái tên Tiểu Phụng và là con gái của người vợ đầu Diệu Huê. Vào năm 2005, nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng đã đăng báo từ con. Nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng nói, kể từ đây, tôi là nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng, xin từ con là diễn viên Tiểu Phụng và không chịu trách nhiệm gì về mọi hành động sai trái của nó. Kính mong thân bằng quyến thuộc bạn bè gần xa, còn thương tôi thì chớ nên giao tiếp, liên hệ tiền bạc với Tiểu Phụng nữa. Tôi rất mang ơn. Đó là nội dung của thông báo của nghệ sĩ cải lương nước tiếng một thời trên báo chí. Nghệ sĩ Minh Phụng từ chối trả lời báo chí qua điện thoại. Vì sao ông có quyết định từ con? Ông chỉ nói đã quyết định việc đó trong trạng thái rất giận Tiểu Phụng. Bằng giọng buồn, ông bảo không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Trao đổi qua email, một nữ nghệ sĩ tên tuổi hiện lưu diễn nước ngoài cho biết, những người con của nghệ sĩ Minh Phụng rất có hiếu với cha mẹ. Hạnh phúc của gia đình ông từng là gương sáng trong giới nghệ sĩ. Năm 2004, khi ông bệnh nặng, nghệ sĩ Kiều Tiên, vợ sau của ông và Y Phụng, con gái của ông với bà Kiều Tiên đã xuống tóc cầu nguyện cho ông lành bệnh. Hai con của ông với người vợ trước cũng đã lên tiếng sẵn sàng hiến thận cho cha nếu cần. Riêng Tiểu Phụng, trước khi lập gia đình, cũng sống rất có trách nhiệm với cha mình.
Tôi nghĩ có lẽ anh Minh Phụng có nỗi khổ tâm riêng và cũng phải đau lòng lắm khi quyết định như vậy, nghệ sĩ giấu tên này cho biết. Theo trình bày của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng với báo Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, nơi ông đăng tin từ con, Tiểu Phụng là con gái đầu lòng của ông và nghệ sĩ Diệu Huyên, người vợ trước. Cách đây vài năm, Tiểu Phụng lấy chồng và qua Mỹ định cư. Niềm vui vì con tìm được hạnh phúc chưa dứt, thì anh hay tin con mình đã có nhiều việc làm không tốt nơi đất khách quê người, ảnh hưởng xấu đến uy tín của ông. Cụ thể, Tiểu Phụng lợi dụng lúc ông bị bệnh nặng, đã liên lạc với bạn bè người thân và người ái mộ ông ở bên Mỹ để quyên góp tiền quà. Sau khi biết chuyện, nghệ sĩ Minh Phụng đã nhiều lần gọi điện thoại sang Mỹ xin lỗi những người này và yêu cầu Tiểu Phụng chấm dứt ngay việc làm đó. Như vậy mà nó lại gieo tiếng oán cho tôi. Nó bảo trước đây lúc tôi còn sống với Diệu Huê, thường hay đánh đập mẹ nó, đến mang bệnh tâm thần. Giờ nó phải mang gánh nặng, phải nuôi người mẹ già bị bệnh nặng và hai em nhỏ, nhằm đánh động lòng thương hại của bà con bên Mỹ để kiếm tiền. Nghệ sĩ Minh Phụng xót xa. Mặc dù Tiểu Phụng có sự oán trách với cha ruột Minh Phụng, nhưng đối với cha kế Hoài Trúc Phương thì cô lại hết mực kính trọng và xem ông không khác gì cha ruột. Có lẽ ông chính là người đã cưu mang mẹ và ba chị em cô cho đến khi cô lập gia đình và sinh sống bên Mỹ. Cha kế nghệ sĩ Hoài Trúc Phương, người đi sau là đứa con gái nghệ sĩ Tiểu Phụng. Dường như chỗ nào có bóng cha thì cũng có hình dáng con. Trên bước đường nghệ thuật, không phải họ có thế lực, tài chánh dồi dào, gia đình trị, nhưng họ chiều nhau bằng tình cảm và tài năng, bằng một giọng ca chân phương ấm áp tình cha. Đã kể lại một tình cha con khác đùng bọc lẫn nhau và bài tăng cổ giao duyên, tình cha thật xúc động. Cha con họ đi qua nhiều vở video tuồng xã hội, nên ít có dịp khoe mình trên màn ảnh truyền hình hay đến với nhiều bà con nghèo. Nhắc đến những tuồng xã hội, dường như báo chí chỉ tốn giấy mực cho nửa đời Hương Phấn, Tô Ánh Nguyệt, những vở kinh điển, nhưng ít khi nào giới thiệu quảng cáo cho mạng video, nên có những tuồng hay mà bà con ít có dịp biết như Biển Lặng, Bảy Tình, Thảm Kịch, Tuổi Xanh, Tình Đầu. Hầu hết các vở tuồng này đều có mặt hai cha con, Hoài Trúc Phương và Tiểu Phụng. Tiểu Phụng có gương mặt buồn, dường như cái buồn của đời Phụng đã vặn vào gương mặt của cô. Một gương mặt hơi xương, nên với một thân hình mình dây, nên phù hợp với nhiều loại vai. Như trong tuồng Biển Lặng, Tiểu Phụng thủ vai mẹ hiền, khi về già tìm lại được đứa con bị bỏ rơi nay là Việt Kiều, và Thời Nghé là con mê Mỹ, đi tìm lại cuộc đời làm dâu cho bà mẹ chồng khó tính, Kim Ngọc, với đứa em chồng trong cảnh, giặc bên Ngô còn thua bà cô bên chồng. Với lối diễn xuất chân thực và gương mặt thân hình thích hợp hoàn cảnh, nghệ sĩ Tiểu Phụng làm cho chúng tôi phải xem đi xem lại nhiều lần. Rồi đến vai Hạnh trong Bảy Tình, một người vợ chịu thương chịu khó, vừa sống đời công nhân vất vả, về nhà phải thủ thêm nghề tay trái, may vá thâu đêm, lo cho chồng ăn học, nhưng rồi lại vướng vào Bảy Tình, bị chồng phụ bạc, ham mê danh vọng, chạy theo giàu sang nên phản bội. Một vai xã hội mà một diễn viên còn trẻ đảm nhận, nên cũng mang dấu ấn riêng so với các vở kinh điển nằm lòng. Tiểu Phụng đã nói lên được cái khổ về vật chất, cái hy sinh của người con gái Việt và sự đau khổ của người bị phụ tình. Nếu ai xem Thảm Kịch Tuổi Xanh sẽ thấy một Tiểu Phụng quẻ tưng khi trong vai đứa con gái lưu lỏng, trong rất giống dân chơi, rất đời và rất thời trang. Và vai này cho ta thấy Tiểu Phụng cũng rất đa năng, dù Tiểu Phụng không sở hữu được giọng ca vàng để tạo nên một tên tuổi lớn như lớp cha, lớp chú, lớp cô, lớp bác. Có một dạo độc tin ai cũng buồn cho Tiểu Phụng, nhưng qua thời gian mọi người hiểu cho Tiểu Phụng hơn. Ngay lúc này, khi mà cuộc sống nơi xứ người đã ổn định, Tiểu Phụng lo phụng dưỡng cho mẹ già, bảo lãnh cha mẹ sang Mỹ để gia đình sum họp. Dù không là cha đẻ, nhưng Tiểu Phụng vẫn có hiếu hết mình để bước chân hai thế hệ này thêm vững mạnh và tạo dấu ấn riêng. Khi người ta giàu mà quên đi cái tình cái nghĩa ngày xưa thì mới đáng trách. Nhưng với Tiểu Phụng khi đủ ăn, lòng tốt được thể hiện rõ nét nhất. Khi còn xa cơ lỡ vận, chịu nhiều thứ thiệt thòi, nhưng không vì đó mà trở nên hung dữ. Con người ta khi khổ có thể làm liều một cái gì đó để vượt qua khó khăn, nhưng đừng nên đánh giá họ trong những cơn hoạn nạn như thế.